Hi, xin chào tất cả các nhà đầu tư, và tôi tin chắc rằng khi đầu tư trái phiếu tại Techcom Security hay bất kỳ công ty chứng khoán nào khác thì nhà đầu tư sẽ luôn băn khoăn về cái lãi suất mà đầu tư. Lãi suất này thì thông thường được công ty chứng khoán họ tính cho các bạn, họ chia sẻ cho các bạn ở trên cái màn hình đó. Thì ở tại Techcom Security cũng như vậy. Thế thì lãi suất đó có phù hợp hay không? Có chính xác hay không và tính toán như thế nào đó, thì tôi đã làm một cái bảng tính để review lại, tính lại cái lãi suất này, và tôi hy vọng là các bạn sẽ dễ hình dung với nó, là để hiểu rằng là Techcom Security họ tính như thế nào, có chính xác hay không các bạn nhé. Là chúng ta hãy vào cái video mà tôi trình bày ở file Excel sau. Chào mừng các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Tiền của tôi Official vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi. Sẽ có rất nhiều các bài học mới nhất ở đây các bạn có thể học các bạn nha. Để đăng ký và nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube Tiền của tôi, bạn ấn vào đăng ký và ấn vào nút chuông các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Đây là cái màn hình giao dịch đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Mình đã lựa chọn cái sản phẩm tích lũy bền vững này. Thì hiện tại bây giờ đang có 3 cái sản phẩm mà Techcom Security họ bán là trái phiếu Man San, trái phiếu VinFast. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái cách tính lãi suất bán trái phiếu của Techcom Security nhá. Theo cái sản phẩm tích lũy bền vững này, mình vào cái trái phiếu Man San này. Đó. Đây, mình ví dụ như đặt mua 10 trái phiếu đi, đúng không ạ? Lãi suất đang được tính là 7.39% là chưa tái đầu tư, và đã tái đầu tư là bao nhiêu? 8.05%. Đây là dòng tiền mà họ đã tính sẵn này. Đó, lãi tái đầu tư này. Đó, cũng khá là chi tiết đúng không các bạn? Tuy nhiên thì có một câu hỏi đặt ra là cái lãi suất này 7.39 này được tính như thế nào? Có chính xác không? Thì đã có một cái nốt ở đây rất rõ này các bạn này. Lãi suất này sẽ được tính dựa trên cái hai cái giả định. Đó chính là lãi suất tham chiếu là 5.8% và lãi suất tái đầu tư cũng là 5.8%. Tuy nhiên thì tính như thế nào đúng không? Cái đấy mới là quan trọng. Mà để ra được con số này có chính xác hay không? Thì mình sẽ tính ở cái file Excel này cho các bạn xem để các bạn dễ dàng hình dung. Trước khi xem cái file Excel ấy, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rõ hơn cái cách tính lãi suất thực nhận trái phiếu. Các cái tham số mà chúng ta cần chuẩn bị đó chính là lãi coupon này, lãi suất tham chiếu trái tức này. Đấy, tức là cái lãi suất bình quân của các ngân hàng đó. Lãi suất tham chiếu tính lãi tái đầu tư này, tổng giá trị đầu tư ban đầu, phí giao dịch và thuế thu nhập cá nhân. Thế thì công thức tính sẽ như thế nào? Lợi nhuận sẽ bằng tổng giá trị bán trái phiếu nhận về cộng với lãi coupon, trừ đi phí giao dịch, trừ đi thuế thu nhập cá nhân và trừ đi tổng số tiền đầu tư ban đầu. Và tổng số tiền đầu tư thì sẽ bằng giá mua trái phiếu nhân với cả số lượng trái phiếu, và lãi suất trái phiếu trên năm thì sẽ bằng lợi nhuận nhân với 365 ngày chia cho tổng số tiền đầu tư nhân với cả số ngày đầu tư thực tế. Và mình đã tính chi tiết ở cái file Excel này thì mình sẽ minh họa cho các bạn xem dựa trên cái công thức mình tính và các cái tham số mà mình đã tổng hợp đây. Và các bạn cùng theo dõi chi tiết ở cái file Excel này các bạn nha. Và mình đã làm sẵn ở cái file Excel này rồi và các bạn có thể xem rất là rõ ở đây. Đây, trái phiếu MSN đấy không ạ? 23049. Ngày phát hành, ngày bán đây. Ngày kết thúc đây, tháng 6 năm 2023. Mình xem thông tin chi tiết trái phiếu đây nhá. Đây các bạn xem vào đây, các bạn vào xem thêm này. Đó, mình tổng hợp các thông tin này, mệnh giá này, ngày phát hành, ngày đáo hạn này. Mình đã nhập tất các cái thông tin rất là rõ vào đây rồi. Ngày phát hành là mùng 4 tháng 11 này, ngày bán là mùng 6 tháng 11 này. Đó.
Ngày kết thúc của trái phiếu là mùng 6 tháng 11 năm 2023 và ngày mua là hôm nay mùng 1 tháng 12 năm 2020. Lãi suất tham chiếu để tính coupon là 5.8% này. Lãi suất tham chiếu để tính lãi tái đầu tư coupon cũng là 5.8% này. Khối lượng đăng ký mua là 10 này. Đơn giá mua là 105.111 đồng. Tại sao mình lại có con số là đơn giá như vậy? Đây các bạn có thể nhìn này. Đây là tổng giá nhé. Thì bạn chia cho 10 thì bạn sẽ ra đơn giá. Tổng giá là 1.051.154 đồng. Bạn chia cho 10 đi. Thì mình lấy xấp xỉ là 105.115 đồng. Đúng không ạ? Đây các bạn nhìn thấy không? Đó. Phí mua là 0.15% thì mình tính được luôn đây. Tổng giá trị đầu tư gồm phí giao dịch là 1.052.727 đồng. Lãi suất được tính trên cơ sở 1 năm có 365 ngày các bạn nhé. Cái này là mình tính ý, theo cái hợp đồng đấy, hợp đồng trái phiếu đấy. Thế thì bây giờ tính như thế nào? Đây là dòng tiền coupon này. Bây giờ mình tính lại dòng tiền coupon xem có đúng không nhá. Hai kỳ đầu là 9.9 này. Đây các bạn xem cái trái phiếu này. Lãi suất trái phiếu này. Rồi đúng không? Hai kỳ đầu là 9.9% này. Đó. Và các cái kỳ sau nó sẽ bằng 3.9% cộng với cả cái lãi suất tham chiếu. Thế thì mình tính đây, mình tính lãi suất tham chiếu là 5.8 này cộng 3.9 tức là 9.7%. Đó. Thế thì mình xem nhá, mình xem đây là cái trái thức mình tính này. Trái thức của mình tính đây là sau thuế thu nhập đấy. Thì nó cũng gần bằng. Xem gần bằng với cả TCBS, nó chỉ sai lệch ở cái số phần được phân. Và mình cũng đã trao đổi với Techcom Security rồi thì họ bảo làm tròn cái phần này. Đó, làm tròn cái phần này. Ok, coi như là cũng không lệch nhiều, nó chỉ lệch cái phần tập phân thôi, không 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 nhiều, ok. Và đến cái dòng tiền trái thức thì sao? Đây là dòng tiền trái thức này. Các bạn có thể nhìn thấy dòng tiền trái thức đây. Khi nhận được cái trái thức về ta tái đầu tư luôn. Đó. Và nó ra được cái dòng tiền này. Đó. Thì ở trên cái bảng tính của Techcom Security họ cũng ra cái dòng tiền trái thức cho mình như này. Các bạn thấy không? Đó. Trái thức đầu tiên này. Đó. Thì cái trái thức mà của Techcom Security tính với của mình tính là nó cũng xem nhau nếu mà mình làm tròn thôi. Mình làm tròn số đi. À, các bạn nhìn thấy này. Mình cứ làm tròn số thì đó, bằng nhau đúng không ạ? Đấy. Bằng nhau. Như vậy là mình đã tính được cái trái tức rồi, rồi mình tính được cái lãi tái đầu tư trái tức và mình ra được con số ở cái bảng này như thế này. Đây là cái số tiền đầu tư ban đầu này. Số tiền đầu tư ban đầu này là nó không bao gồm cái phí giao dịch đâu. Nên là chút nữa mình sẽ tính cho các bạn xem về cái lãi trên số tiền đầu tư mà có phí giao dịch ấy. Đấy mới là quan trọng. Đây mình đã tính ra một cái bảng tính cho các bạn xem rồi đây. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Và số tiền đầu tư ban đầu không bao gồm phí giao dịch này. Cái tổng số ngày tính lãi là 1.070 ngày. Đó và cái lãi đây là chưa tái đầu tư là 7.39 và lãi tái đầu tư đến khi đáo hạn là 8.05. Thì bạn check lại đến tương đối giống với cả Techcom Security là 7.39 và 8.05. Ok. Như vậy là bạn đã hiểu rồi đúng không ạ? Hiểu cái cách thức mà tính rồi. Nếu các bạn muốn nhận cái file Excel này thì có thể là vào cái trang lender.vn nhé. Bạn đăng ký thành viên Premium thì mình sẽ gửi cho để tham khảo tính review lại. Ok nha. Hi, vậy là mình đã vừa trình bày cho các bạn xong rất là dễ hiểu về cách tính lãi suất đầu tư trái phiếu tại Techcom Security. Đấy là cái lãi suất thực nhận mà các bạn sẽ được Techcom Security chi trả cho các bạn. Tuy nhiên, lưu ý ở trong cái video này có hai nội dung thôi. Thứ nhất là bạn sẽ phải hiểu được là cách tính lãi suất trái phiếu như thế nào. Nó chính là các giả định thôi. Và thứ hai là gì? Bạn sẽ phải tính lại cái lãi suất thực nhận của mình trên cái số tiền đầu tư mà bao gồm phí giao dịch các bạn nhé.
Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn nha.